Xin chào anh chị, bài hôm nay tôi lại chia sẻ đến anh chị về vận hạn của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Mệnh là mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, cùng mệnh với tuổi Giáp Thìn, nhưng mà sự khác biệt thì rất là nhiều. Ở đây thì trước khi đi vào vận hạn 6 tháng cuối năm thì tôi sẽ tổng quát chung cái vận hạn, vận trình của năm 2021 cho tuổi Ất Tỵ. Thì năm nay nói về mặt ngũ hành thì là ngũ hành hỏa. Ngũ hành của tuổi Ất Tỵ là hỏa, ngũ hành của năm lại thổ. Hỏa sinh thổ tức là sinh xuất, nhưng mà sinh xuất tốt hay xấu thì chúng ta lại phải xét nhiều yếu tố khác. Ở trong một cái điều kiện nào đó thì chúng ta có thể xét ngũ hành hỏa là một cái ngũ hành rất tốt, ngũ hành tỏa sáng, ngũ hành soi sáng cho mọi người, ngũ hành có thể dẫn lỗi cho mọi người, tìm ra những cái sai, chỉ điểm những cái dở để người ta học theo, nhưng mà đôi khi lại thành chọc gậy bánh xe, nó không hay. Và cái ý nghĩa thứ hai của hỏa, hỏa là một cái vật mà có thể gây cháy, thành ra nó gây ra hỏa hoạn, gây ra những sự xung đột, gây ra những cái sự bốc đồng, gây ra những cái sự hiếu thắng. Thì khi mà hỏa mà năm nay lại gặp thổ, tức là bị tiết đi khí hỏa, nếu ở một mặt nào đó thì năm nay về cơ bản sinh xuất, nhưng mà sinh xuất tốt anh chị ạ, tiết hao cái khí nóng này, cái sự quá nhanh, nhanh quá thì dẫn tới nguy hiểm, cái sự hiếu thắng, cái sự vội vàng, tiết đi cái sự đấy thì nó sẽ trầm lại, bình ổn lại, thì về cơ bản tốt. Và năm nay tiên quyết là một cái năm biến động cực kỳ nhiều đối với người tuổi Tỵ. Tại vì sao ạ? Thứ nhất là thiên can thì năm nay là tuổi Ất gặp Tân, Ất gặp Tân Sửu thì tức là gặp thiên tài và thiên quan, thành ra là tài quan năm nay có cái sự bán xáo động, sự biến đổi cực kỳ nhiều. Hơn thế nữa thì địa chi Tỵ Dậu Sửu thì tuy là được tam hợp nhưng gặp sao quan phù. Quan phù mà chiếu mệnh thì rất dễ có những việc liên quan đến thưa kiện, kiện tụng, tiểu nhân quấy phá. Và năm nay là một cái năm lại gặp hạn quan phù, tức là tam hợp với thái tuế. Mà gặp thái tuế thì sẽ có nhiều sự biến động. Và tiếp theo thì người tuổi Tỵ Dậu Sửu, trong đó có người tuổi Ất Tỵ, năm nay là gặp cái hạn tam tai. Gặp hạn tam tai thì nói chung là có thể xảy ra nhiều việc cơ bản không tốt đẹp gì, ví dụ như là hao tài tốn của này, ốm đau bệnh tật này, như người trong nhà có những cái tin nó không hay cho lắm, công việc thì không thăng trầm bất ổn, tiền tài thì cũng tiêu nhiều mà kiếm được ít. Nhưng mà để mà phân nam nữ thì chúng ta lại thấy là năm nay là người tuổi Ất Tỵ năm nay là 57 tuổi, đúng không ạ? 57 tuổi thì nam gặp sao Thủy Diệu và nữ gặp sao Mộc Đức. Thủy Diệu thì là một cái sao mà nói chung cơ bản là nó thường dẫn đến chuyện buồn, còn Mộc Đức thì lại là sao có tin vui. Thủy Diệu thì sẽ kỵ tháng 4 và tháng 8. Tháng 4 thì chú ý tháng 8 anh chị nhé. Còn Mộc Đức thì lại về cơ bản là tốt, và tốt vào tháng 10 và tháng 12. Thì nếu mà phân chia nam nữ một chút thì chúng ta sẽ thấy là người tuổi nữ năm nay có vẻ thuận lợi hơn một chút. Nhưng mà đi tiếp về mặt kim lâu thì 57 tuổi, chúng ta lấy 5 cộng 7, 12, 1 cộng 2, 3 thì phạm kim lâu thê. Thì năm nay là nói chung là nam thì bất lợi về... bất lợi từ vợ ảnh hưởng lên, còn nữ thì tự bất lợi cho mình, thì về cơ bản không tốt lành lắm. Nói chung năm nay là cực kỳ biến động anh chị ạ. Về mặt hoang ốc thì chúng ta sẽ tính là 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Năm nay vào lục hoang ốc thì về cơ bản một yếu tố nhỏ, năm nay xây nhà cũng không tốt, chứ không hẳn là xây xong mà không ai ở. Tại vì sao? Tại vì nhà là một kiểu như là một cái quý chân, một cái quý nhân, một người mà có cái diện tích rộng lớn, nó bao bọc chúng ta, che chở cho chúng ta, che nắng, che mưa, rồi là nơi chúng ta khi mệt mỏi chúng ta quay về. Thì về cơ bản nhà nói chung là không hẳn là tuổi không tốt mà không xây được anh chị nhá. Nó là do cái mạch đất, cái trạch đất ở cái thời điểm đấy nó vượng hay không thì chúng ta vẫn xây bình thường. Kim lâu hoang ốc tam tai thì bị rồi, nói chung là một năm tương đối nhiều biến động và cơ bản là có thể nói là bất lợi. Nhưng mà nếu đi xét chi tiết vào lá số tử vi thì chúng ta mới luận đoán được, chứ không phải là chúng ta có 12 con giáp, đúng không ạ? Nếu mà phân chia theo lục thập hoa giáp kết hợp cả can cả chi thì chúng ta có 60 tuổi, mà dân số Việt Nam cứ lấy 90 khoảng 90 triệu đi mà chia 60 thì chả nhẽ 15 triệu người là chính xác là chia 60 thì bằng khoảng 1,5 triệu người giống nhau hết, không phải. Đấy, đi chi tiết thì chúng ta mới biết được. Cái thứ hai là nó lại còn phụ thuộc vào cái hướng nhà, rồi một yếu tố nữa là đó là cái nhân quả. Cái này thì yếu tố thực sự là nó hơi khó nhìn thì chúng ta không xét ở đây, còn những yếu tố nhìn được như là hướng nhà này,
các cái mối quan hệ với vợ, với con, với đồng nghiệp nó có hợp hay không. Và chia sẻ luôn với anh chị là tuổi hợp của tuổi Ất Tỵ là như này. Ất thì lấy quý nhân tại Thân và Tý, như vậy là tuổi Thân và tuổi Tý là hợp với người tuổi Ất Tỵ, sẽ giúp sức trợ sức cho người tuổi Ất Tỵ khá là nhiều, đặc biệt là người tuổi Thân. Tại vì sao ạ? Tại vì Tỵ với Thân lại nhị hợp quý nhân thì lại càng tốt. Cái thứ hai là những người mà đứng chữ canh ấy, đứng chữ canh Ất canh hợp thì lại càng hay. Tuổi Hợi thì là Thiên Mã, nhưng mà vì Tỵ Hợi xung nhau thành ra cái mã này là mã nói chung không theo ý mình, bảo chạy đông thì lại chạy tây, thành ra là tuổi Hợi là cực kỳ kỵ đối với tuổi Tỵ nha. Tỵ kỵ Hợi, Hợi kỵ Tỵ là xung nhau. Tiếp theo là người tuổi Ất Tỵ thì lộc tại Mão, thành ra kết hợp với người tuổi Mão rất là cát lành. Ngoài ra cái bộ tam hợp đó là Dậu và Sửu, như vậy thì tuổi Dậu và Sửu ấy, đó là bộ tam hợp. Thì như vậy nếu mà người tuổi Ất Tỵ ấy, mà muốn sắm cho mình một linh vật thì chúng ta có thể chọn linh vật Tỵ, hoặc được linh vật Mão, hoặc là linh vật Dậu, hoặc là linh vật Sửu. Đấy là những cái tuổi hợp dành cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 965. Còn đi vào về cơ bản như vậy là nếu đánh giá chung về mặt năm thì chúng ta đã thấy là một phần nói chung năm nay một năm cơ bản là biến động lớn, bất lợi. Nhưng mà anh chị đừng lo lắng, cái đôi khi những cái sự trắc trở, những cái sự khó khăn là cái để chúng ta tôi luyện, rèn giũa. Khi mà nó qua những cái hạn như là tam tai rồi qua hạn thái tuế thì đấy là những cái lúc chúng ta phất lên, khởi sự nó tốt đẹp lên. Nói chung là có sóng gió thì mới có con người nó bền chí, rồi nó trải qua thử thách thì mới có thành công. Còn đi trực đi cụ thể vào 6 tháng cuối năm thì năm nay 2021 thì tháng 7 sẽ là Bính Thân này, tháng tháng 7 Bính Thân, tháng 8 là Đinh Dậu, tháng 9 là Mậu Tuất, tháng 10 Kỷ Hợi, tháng 11 là Canh Tý, tháng 12 là Tân Sửu. Về cơ bản thì được những tháng như là tháng Thân, tháng Tỵ, tháng Thân, tháng Tỵ và tháng Sửu sẽ là những cái tháng tốt của anh chị. Còn tháng 10 đối với người nữ gặp sao Mộc Đức lại tốt, nhưng mà vì nó xung nhau thế nên là cái tốt này nó sẽ giảm đi khá là nhiều. Tiếp theo, đầu tiên là tháng 7 Bính Thân đi. Ất gặp Bính thì người ta gọi là gặp thương quan, còn Ất gặp Thân thì người ta gọi là trong Thân là có tằng canh, sẽ là chính quan. Như vậy là tháng 7 thì có cái sự hợp, có Tỵ Thân hợp với nhau, nhưng mà vì là thương quan kiến quan thành ra là nó không được cát lợi cho lắm, sẽ gặp nhiều những cái vấn đề không tốt về công việc. Nói chung tháng 7 bất lợi về công việc anh chị nhé. Tháng 8 thì sao? Tháng 8 thì là Bính Thân Đinh Dậu. Hơn thế nữa thì tháng 8 là Đinh Dậu Ất gặp Đinh, người ta gọi là thực thần. Thì thực thần thì thường thường là có tiết khí, có tổn hao nhưng có lộc mang về. Cái thứ hai là tháng này lại được Tỵ Dậu Sửu tam hợp, tức là thực thần được tam hợp, không bị xung phá gì cả, thành ra tháng này là tháng có tài lộc, tài lộc thu về tốt trong tháng 8, vừa được hợp vừa được thực thần mang lộc. Tất nhiên là anh chị phải bỏ công sức ra rồi. Tiếp theo là tháng 9 là tháng Mậu Tuất. Mậu Tuất Ất gặp Mậu, người ta gọi là gặp chính tài, thì tháng này là thường thường là có thu nhập ổn định. Còn Tỵ với Tuất thì nó cơ bản không có hình xung khắc phá gì cả. Tiếp theo là tháng Hợi. Tháng Hợi thì xung rồi, tháng này thì gặp thiên tài, nhưng mà tài nó bị xung, chỉ có người nữ là bị xung, nó còn cát lợi được một phần do sao Mộc Đức. Còn người nam gặp sao Thủy Diệu thì nói chung là đa phần là cái tháng này là tháng buồn phiền về tiền bạc này. Cái tháng 10, 7, 8, 9, 10, tháng 10, tháng Hợi, các anh chị nam, đặc biệt là các cô chú, các anh chị nam, các anh nam nên chú ý vào tháng 10. Tháng 11 thì lại là tháng Canh Tý, thì về cơ bản là tháng này tốt anh chị nhé, tại vì có thiên can là Ất canh hợp với nhau. Cái thứ hai là Ất mà gặp Tý thì gọi là gặp thiên ấn, thiên can hợp gặp thiên ấn, nói chung về cơ bản rất là cát lành. Và Canh Tý thì ngũ hành có ngũ hành là thổ, Ất Tỵ ngũ hành hỏa, hỏa hỏa sinh thổ, như vậy bị tiết khí nhưng mà lại hợp được quan thì thành ra là có hao tổn tâm trí nhưng mà có được cái sự thành công. Tiếp theo là tháng 12, tháng cuối năm. Tháng cuối năm thì là tháng Tân Sửu. Ất gặp Tân thì gặp thất sát, nhưng mà ở đây lại là hợp sát, thành ra là cái sự xung nó không, về cơ bản là tháng này bán cát bán hung. Thì trên đây là cái vận hạn, vận trình 6 tháng cơ bản của người tuổi Ất Tỵ, trong đó là ví dụ người tuổi nam là sẽ tốt vào tháng 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 8 là một này, tháng tốt chung thì là sẽ là tháng 8. Tháng 8 là một tháng Dậu này, cái tháng 12 và tháng 10. Còn riêng đối với người nữ thì cái
riêng đối với người nam thì tháng 10 khá là xấu, còn người nữ thì cái mức độ nó xấu ít do năm nay gặp sao một đức, mộc đức ạ. Thì đây là trên đây là một vài chia sẻ về tổng quát tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2021 và 6 tháng cuối năm để anh chị nắm được một phần nào đó để chúng ta có thể kết hợp với công việc của chúng ta để cho nó thuận lợi hơn trong cuộc sống. Một vài chia sẻ, xin chào và hẹn gặp lại.